của Đài Tiếng Nói Tôi hôm nay có mặt. Xin kính chào quý vị khán giả. Để kỷ niệm 10 năm thành lập Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi, Úc Châu, vào ngày 12 tháng 6 năm 2015, một buổi dạ tiệc được tổ chức tại nhà hàng Crystal Palace với sự hiện diện của nghệ sĩ Phượng Dung đến từ Hoa Kỳ cùng với ông Nam Phong, Tổng Giám đốc Hệ thống Truyền thông Tiếng Nói Tôi. Xin kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi những hình ảnh của buổi dạ tiệc. Tất cả cô chú, cô bác ngay tại đây và những người thiện nguyện viên của đài sẽ tiếp tục nêu lên tinh thần là dù rằng ở xứ lạ quê người, nhưng chúng ta không bao giờ quên tổ quốc của mình. Để đóng góp cho Đài Tiếng Nói Tôi và chúc quý vị một đêm được vui vẻ. Cảm ơn quý vị. Dạ vâng, khó khăn thì nhiều, nhưng mà chúng ta đặt chính vào hai cái khó khăn. Cái thứ nhất đó là vấn đề tài chính, và cái thứ hai đó là vấn đề nhân sự. Tại vì thường thường những người mà làm truyền thông, đặc biệt là cho Đài Tiếng Nước Tôi đó, là làm thiện nguyện, cũng muốn giúp cho đồng hương của chúng ta ở tại xa quê hương nhiều hơn là vấn đề thương mại, thưa chị. Cái về vấn đề tài chính đó thì thật sự đó là cho đến giờ đó là tất cả các anh chị em đều làm thiện nguyện cả, và thính giả thì đóng góp thôi, chứ cũng không có được bảo trợ từ một cái hội đoàn, đoàn thể hay là của chính phủ gì cả. Dạ vâng, còn vấn đề mà nhân sự đó thì thật sự đó là ở đây ai cũng đi làm, và thường thường đó thì là buổi tối mới rảnh, cho nên là cũng muốn đóng góp cái công sức của mình vào để cho các đồng hương của chúng ta được đỡ cô đơn đó. Dạ vâng, đỡ cô đơn và vui vẻ hơn, đó là cái điểm chính mà đặc biệt đó là Vân Cương cũng như là Đài Tiếng Nước Tôi đó là muốn nhắm tới, là muốn đem niềm vui đến cho các quý vị đồng hương, góp sức của mình vào cộng đồng người Việt tự do Úc Châu ở tại đây, cũng như là góp một phần rất là nhỏ bé của mình vào công cuộc đấu tranh giành lại tự do cho Việt Nam. Chúng tôi đặc biệt kèm theo một cái tài liệu rất là quý giá, thưa quý vị. Đây là một chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Quốc gia, được bắt đầu từ năm 1962, thời của cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Nam Phong làm việc cho hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi khoảng trên 10 năm, và đây là cái lần thứ 3, thứ 4 gì đó Nam Phong có cái cơ hội mà sang Australia, sang Úc. Phải nói rằng rất là thương cái mảnh đất này, bởi vì khán thính giả ở đây rất là dễ thương. Trong những lần mà Nam Phong đi hát ở đây đó, thì khán thính giả cũng rất là yêu mến. Rồi bây giờ qua đến bên đây gặp thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi cũng nhận được rất là nhiều cái sự thương mến của quý vị. Cho nên nếu mà nói Úc Châu đó, Úc Châu có lúc nóng, có lúc lạnh, nhưng mà tình người thì lúc nào cũng ấm áp, thưa chị. Trong đây nó bích bùng, tôi bật cái hộp quẹt lên cái nó bụt một cái rồi chân cẳng thì rung rẩy rồi thôi chạy thì không bỏ cái vụ lửa đi, múa không được rồi. Phương và Nam Hương tường trình từ Sydney xin kính chào quý vị khán giả.